Em xin Quỳnh, chào anh chị khách nha. Đây là loại khô mực ống thước 8 con 1 kg. Khô mực ngon ngọt, thịt dai, trắng đẹp y như hình xương Quỳnh quay. Vì mực hàng nhà làm nên mực rất ngon nha khách. Đây là khô mực loại 11 con 1 kg. Mực nhà xương Quỳnh là ngon ngọt, thịt dày. Đây là loại khô mực 16 con 1 kg. Anh chị khách nào mà mua khô mực thì vào hình ảnh đại diện của Xuân Quỳnh lấy số inbox Xuân Quỳnh. Xuân Quỳnh báo giá nha khách. Hàng khô mực nhà Xuân Quỳnh đã bán rồi, mực ngon. Anh chị khách nào mà mua thì liên hệ Xuân Quỳnh em.